Hello cả nhà. Tuần sau là mèo được đi Disneyland, cho nên là muốn mặc cùng với mẹ giống nhau, giống cô Nhi Viện để đi không có bị lạc á mà. Thì nó làm cho cái lá của mình bị giống như là dị tật vậy đó. Như vậy thì nó sẽ không có phát triển được bình thường á. Cho nên là mấy cái phần này á là Phương sẽ cắt tỉa và bỏ lại. Gia đình mình thấy không, là lá đã trưởng thành rồi á, thì sẽ không có bị mấy cái em đó ăn tới đâu. Mấy em đó là chỉ có là thích và để ý tới những cái lá mà non. Mấy cái này gọi là leaf miners. Miners là giống như là mấy người mà đi đào vàng á. Họ là cái nó chung vô, nó đào trong cái lá mà nằm ở giữa tay mình. Đụng như vậy mình sẽ không có đụng trúng đâu, không bao giờ đụng trúng cái con sâu đó. Cái này cũng là lá mới ra, cái cô chừng bị mấy bà này trên này thòng xuống đây cái ăn luôn cái cây này của mình luôn. Cái này là Phương nghe mẹ nói là phải lặt đọt, thì khi Phương ra bữa nay bây giờ Phương lặt bỏ đọt đi để cho đừng có để nó tức nó ra tung ra nhánh để mình ăn. Cái này là cây Phương mua khoai lang ngọt. Tell everything he gone because it's the same one about me. Okay. Because it's stranger. If when the stranger knock on the door, don't open the door to strangers. Okay. Mèo, tại vì có người em qua chơi, cái mèo dặn dò chú, mèo dặn dò cậu nói là đừng có mở cửa cho. Yeah, đi cái đèn đó. No, yeah. It's not. It's going to rain. Okay. Ôi, ôi, ở dưới đèn như mũi nó đang dí luôn nè. Hello cả nhà. Mèo đang đi chơi. Mèo có làm gì đó? Nothing. Vui không? Yeah. Hi, con say hi. Hi. I love you. Turn around, baby. Bữa nay con vui không? Yeah. Mình đang chơi, mình mới chơi hả? Mèo ơi, con quay lại con say hi. Hi. Con ngồi xuống đàng hoàng. Mèo với mẹ là đang ngồi trên cái sleigh. Mèo đang chở con khi đi con đi chơi. Ờ, không có để xuống đất. Bye. Đi đâu đó Madison? Đi mèo ơi. Hello.
Mẹ ơi, mẹ đi hướng này nè. Vô đây nè baby. Baby ơi, vô đồ baby nè. Vô đây. Đâu rồi? Come here. Come on. Bye nha. Mệt chưa? Mèo vô lựa đồ đi nào. Hi baby. Ok, bây giờ mẹ đi dọn lựa đồ con này lại lên nào. Mau lên. Lại đây. Mèo mới đi lễ ra. Đi, let's go baby. Hi baby. Ở đây là đang ở trong nhà hàng ha, cho nên hơi bị ồn. Mèo ơi. Hi. I know, nè, con ăn miếng thịt nè. Mèo có nè, mèo có đồ ăn riêng của mèo nè, french fry với lại mèo đang chơi game. Hello ông bà. Hello ông bà. Mèo mèo đang đi vô chợ. Ok, mèo nói đây là đi shopping. Giờ mèo vô để đi lựa mấy cái áo Disneyland để Disney để bữa nào mình đi Disneyland nha. Đi nào, con leo lên không? No. Con không leo lên hả? Okay, okay. Yeah, let's go. Toy. Đi, để lên. Toy. Okay, đi. Hôm nay mèo được đi lễ ra xong đi ăn với mẹ. Rồi bây giờ mình đi tìm mấy cái áo Mickey Mouse để này nọ để rồi tuần sau là mèo được đi Disneyland, cho nên là muốn mặc cùng với mẹ giống nhau, giống cô Nhi Viện để đi không có bị lạc á mà. Rồi đi baby, khoan để mẹ lựa coi có phải đây không nè. Tự nhiên nhà có hai con bướm bay lại. Hello mọi người, hello cả nhà. Hồi hôm bữa thì có chị nào có hỏi Phương và cũng có vài comment message cho Phương hỏi là cái lắc mà Phương mua cho bé mèo để không có bị côn trùng cắn khi mà ra ngoài chơi sân vườn á, thì Phương xin gửi đây là cái mà Phương mua. Thì đầu tiên á là cái bao tay cái lắc
Thì cái này á, thì Phương thường mua ở trong Home Depot á, nằm ở gần cái chỗ tính tiền, thì họ ưa để cho mình khoảng chừng 2 đồng mấy. Thì cái loại này á, là mình để dùng, mình đi câu cá, camping, fishing hoặc đi biển hay gì đó cũng được, barbecue xa vườn. Thì chỉ có đeo trên lắc trên tay, use on wrist or ankle. Thì tại vì cái này nó giãn lắm á, cho nên mình nếu mà mình hình như là tới 4 sợi lần trong trong một bịch này, thì 4 sợi thì phải, mà mèo làm mất một sợi rồi. Thì hồi bữa hôm đó mèo có đeo, mỗi lần mèo ra vườn chơi với Phương á thì mèo đeo. Thì cái này á là chống mấy con côn trùng muỗi rồi này kia. Thì một cái package như vậy á, thì nó last mình tới 300 giờ lận, và an toàn, child friendly, an toàn cho trẻ em. Thì trẻ em, người lớn gì cũng xài được hết. Cái này là mình xài cho an toàn cho trẻ em, mà mình không có cần phải lo này nọ, nghĩ là có thuốc này này kia. Thì bữa hôm nay thì Phương đi Target, tại vì sắp tới đây mèo sẽ đi hiking, đi cắm trại đồ này kia. Thì Phương có thấy cái này trong Target bán, thì cũng on sale hình như 3 đồng mấy. Thường thì một chai giống như vậy là bán, cái thương hiệu kia bán cũng cỡ khoảng 7-8 đồng gì đó. Thì cái này là mình xịt, cái này chống mồ hôi luôn. Thì mình xịt chống được tới 10 tiếng và chống mũi. Thì cái này mình mua cũng thấy cũng xài cũng tốt, nhưng mà hạn chế không có xịt lên mặt thôi này nọ thôi. Thì ghi tuy là ghi chống mũi, nhưng mà đây là cũng là chống mũi, rồi triggers, rồi ticks, giống như là like, những cái con mà dê bồ chét đồ này kia mà ưa cắn chung vô da thịt của người mình á, khi mà mình ra ngoài rừng sâu hoặc là mình đi chơi hiking, camping đồ này nọ. Tuy mình không có đi thường, nhưng mà mình cũng có thể dùng sơ sơ ở trên đồ dài tay của bé mèo, khi mà bé mèo ra vườn chơi buổi chiều buổi tối, tại vì cũng có mũi nhiều á bây giờ mọi người. Bữa nay thì Phương để cái cây, tại vì lúc trước á là mẹ có giúp tỉa bớt cái cây tắc nhà Phương, thì bây giờ những cái lá mới ra đó nó đang bị những cái con nó gọi là leaf miners. Leaf miners là những cái em côn trùng mà ăn ở giữa cái, mà chỉ có là ăn những lá non này thôi, thì nó sẽ bị hại tới cái lá. Thì gia đình mình sẽ thấy là đây là ăn ở dưới cái lá, giữa cái lá và cái lớp mỏng bọc ở ngoài của cái lá, thì nó làm cho cái lá của mình bị giống như là dị tật vậy đó. Như vậy thì nó sẽ không có phát triển được bình thường á. Cho nên là mấy cái phần này á là Phương sẽ cắt tỉa và bỏ lại, bỏ uổng ghê tại vì cũng vừa mới ra. Nhưng mà phải cắt bỏ để rồi mình Phương sẽ ghé mua neem oils, là NEEM neem oils, để xịt để tránh những cái tình trạng như vậy. Là tại vì có thể đâu la ra đây là cái mùa của cái con này. Đây nè mọi người, thấy không, nó đang còn trong đó đó. Đó cái phần này nè, đây nè, đó, vẫn còn trong đó, thơm lắm. Tại vì lá của mình á là lá citrus á, mà ra lá non á rất là thơm. Mà những cái này á là tấn công rất là nhiều. Thì cái đợt này, cái lá đợt này ra là sẽ ảnh hưởng tới cái những cái đọt non, những cái phần non của cái cây. Thì mọi người mình thấy, gia đình mình thấy không, là lá người lớn lá đã trưởng thành rồi á, thì sẽ không có bị mấy cái em đó ăn tới đâu. Mấy em đó là chỉ có là thích và để ý tới những cái lá mà non, tại vì trong cái lá non có chất dinh dưỡng cao, cho nên là chắc là mấy em đó đang
đang rất là happy. Nhưng mà Phương mới phát hiện đây thôi, tại vì mấy bữa trước á bệnh quá, không có ra ngoài vườn được, cho nên là cái này là bên hông, vườn bên hông á thì mình không có để ý được á, mình ra mình tưới nước được thôi, mình mở vòi nước mình tưới, mình tại mình có cái hệ thống tưới nước cho cây ăn trái của mình, thì khi mình mở hệ thống tưới nước ăn trái thì cây của mình là tự động tưới, rồi cái mình canh giờ cái mình ra mình tắt thôi, mình không có ra tới cái khu phía bên này. Cái khi bữa nay Phương ra Phương kiểm tra thì lại là thấy bị rất là nhiều mấy cái này gọi là leaf miners. Miners là giống như là đi hồi mấy người mà đi đào vàng á. Họ là cái nó chung vô nó đào trong cái lá mà nằm ở giữa, tại vì mình đụng như vậy mình sẽ không có đụng trúng đâu, không bao giờ đụng trúng cái con sâu đó, tại nó nằm ở giữa cái lá bóng, cái lớp bóng của cái lá và cái lá, cái thân lá. Để có gì bữa nào Phương ra Phương cắt bỏ hết, để rồi Phương mua neem oils về Phương xịt, để rồi mình sẽ dưỡng lại để không có bị mất sức, để tổn thương. Tại vì cây này tuy là hiện tại bây giờ không có nhiều trái, tại vì mình mới vô mùa, tại vì mới cắt rất là nhiều rồi, nhưng mà bây giờ trái xanh thì cũng có ra đó. Mà cái đợt này á, là bị cái này cho nên là cây bị mất sức á, không có ra nhiều bông nè. Và đây, chậu này là cái niềm vui mới của Phương nè. Phương mới trồng được mà tự nhiên để dưới cái cây này thì mình thấy không biết có ổn không, tại vì cái này cũng là lá mới ra, cái coi chừng bị mấy bà này trên này thòng xuống đây cái ăn luôn cái cây này của mình luôn. Cái này là Phương nghe mẹ nói là phải lặt đọt, thì khi Phương ra bữa nay bây giờ Phương lặt bỏ đọt đi để cho đừng có để nó tức nó ra tung ra nhánh để mình ăn. Cái này là cây Phương mua khoai lang ngọt, khoai lang trắng, thì Phương ăn xong rồi ăn không có kịp, ăn chưa kịp thì bữa hôm rồi thì thấy ra mậm nhiều lắm. Cái Phương cái để cái củ đó kế bên cái windowsill á, là cái chỗ mà rửa chén mà có cái cửa sổ, thì Phương mới để đó một hồi, cái khi mà ra đủ rễ rồi cái Phương cắt từng khúc ra, cái Phương trồng xuống. Mà được có từ hồi hôm trồng cho tới bữa nay là có mấy ngày thôi đó mà ra quá trời đây nè. Chắc cũng được 2 ngày á, hồi hôm thứ sáu chiều thứ sáu Phương với lại mèo ra làm cho một chậu, tại vì chậu này nó cao quá cho nên là cái mai mốt cái lá của mình á sẽ thòng xuống, mình hái đọt mình ăn, chứ không có cần phải làm ở dưới đất hết, sợ nó bò dưới đất thì con này con kia cắn. Mình trồng cái chậu cao đấy, mình có thể ăn bao nhiêu đây, chắc là đủ cho hai mẹ con rồi, tại vì cái này mình cũng thấy cũng nhiều á, khi mà nó bén rễ rồi là lên là chắc ăn không kịp. Lúc trước anh Tiến còn thì cũng Phương cũng trồng một chậu, mà tại vì biết sao không? Lần đó không có chăm á, mà mình chứ để mình không có tưới nước thì nó sẽ bị eo uột, lá ốm và không có ra nhiều, cho nên mình sẽ không có ăn được nhiều. Cái này là cái cây mai của anh Tiến, hồi lúc mà anh Tiến vừa mất cho tới khi mà ba mẹ về thăm lần đợt hai á, thì có giúp thay chậu cho Phương. Cái này là hình như là cây tầm nè, cây tầm mọc lên trong này, thay chậu rồi, bây giờ ra bắt đầu là mạnh ra rồi, là ra lá mới. Cây này cũng vậy, cây này là cây mai tứ quý, thì hôm bữa không biết cả nhà mình còn nhớ không mà để ngoài nắng,
cái mình quên tưới nước mấy ngày, mấy tuần luôn á chứ. Phương mà quên tưới cái gia khu bên này là một lần quên là quên cả mấy tuần lễ, là cái cây này nó sắp đi theo về với Chúa luôn, mà bây giờ cũng cứu được rồi. Bây giờ mình có gì hôm nào Phương ra tỉa sơ lại xong rồi cái mình dưỡng để ta khi gần tới Tết rồi mình vô chậu đẹp rồi mình đem vô nhà chơi. Đem Tiến cũng có đang uống nè, uống lượng cho cây nè, anh đang uống xếp cho cây mà anh cũng khéo tay rồi. Cái này cái khế ngọt của Phương mấy bữa nay Phương cũng nhìn hoài mà còn không có thấy ra bông. Chắc Phương phải thêm cho food của những cái cây ăn trái của nhà Phương, là Phương thường á là cho cái dạng food ra hoa đó, là mình giúp cho ra hoa, nó gọi là 15 30 15. Thì ở dưới cái bịch của cái cây food đó, ở dưới cái bịch đó là nó có ghi có số 15 -30 -15. Thì lúc đó là mình biết là mình mua đúng cái dung lượng của cái food để cho cây tích kích ra bông á, để mình giúp cho cái cây mình nó ra bông. Đây, tí nữa sẽ hái một nắm hoa lài vô để trên giường thờ cho anh Tiến để cho thơm. Mấy bữa nay thì hoa hồng cũng ra, hoa hồng ra cũng nhiều, khá nhiều. Để Phương cho mèo thì mấy bữa nay ra dẻ bông dẻ hoa dẻ quá trời, không biết dẻ quá trời dẻ không biết dẻ gì. Thì mấy bữa nay hoa hồng cũng ra nhiều. Thì mấy đợt trước mình ra mình không có kịp để chưng á, và đợt này ra nè, ra bông vàng cũng ra nè, bông vàng nhà mình cũng ra, mà bông tím với hồng là đợt này cũng ra ra nhiều lắm đó. Đây bên hông và những cái bờ đợt cao bây giờ nó còn nhỏ lắm, tại cái bắp cỡ này là chưa có hái vô được đâu. Cái này là mình đợi khoảng chừng một tuần nữa rồi, chắc là khoảng một tuần nữa là mình mới hái được. Giống như mình đợi cỡ này nè, cỡ này hoặc là tung ra một tí nữa mình mới hái vô. Thì trong anh Tiến này đang có rồi, con cũng mới hái vô. Rồi bây giờ mình phải đi tưới cây thôi, tại vì mấy bữa nay nắng quá cây nó cũng héo hết trơn rồi. Rồi cỏ mọc lên trên cái rosemary. Gia đình mình á, nhà mình cũng có trồng rosemary thì cũng có chấm mũi á mọi người. Cây này nè, cây này là mình mua ở Home Depot, nó nhỏ xíu à. Mà mình trồng nó mau lớn lắm, trồng nó lên thành một cái bụi lớn lắm như này nè. Cái mình chỉ cắt mình tỉa, thì khi nào mà mình ăn steak á, mình làm thịt bò á, mình cắt mấy cái đọt này nè, mình rửa, mình vô mình ướp với mình làm thơm lắm luôn. Cái này khi mà tưới á cũng rất là thơm, mà cái mùi thơm này rất là dễ chịu, mùi thơm của rosemary thì nó cũng là repel, nó cũng mũi nó cũng không có ưa cái mùi này, cho nên là nó cái khu này mình cũng được ít mũi. Ủa hello người yêu bé nhỏ. Hi. Con nói đi, hello mọi người. Hello cả nhà. Mèo. Tell everyone that because it's the same one about me. Okay. Because it's stranger. If when the stranger knock on the door, don't open the door to strangers. Mèo, tại vì có người em qua chơi, cái mèo dặn dò cho chú, mèo dặn dò cậu nói là đừng có mở cửa door. Cho yeah, đi cái đèn đó. No, mèo. It's not. It's going to rain. Okay. Ôi, ở dưới đèn như mũi nó đang dí mami nè. Mami không có sức cái đó, nó dí mami nãy giờ nó cay nó chích nè. Did you almost? Yeah, con đi vô đi, con không có đeo dây. Để mẹ lấy dây cho con nha. Yeah, con I forgot vô. It.
Don't forget it. Nè, ăn cái miệng chocolate nè. Con mới ăn kem hả? Con mới ăn ice cream hả? Yeah. Okay. That time I know I don't want to eat that. Okay. Bye. Bye. Say bye mọi người. Bye mọi người. Bye cả nhà. Bye cả nhà. Good night. Mèo bây giờ vô rửa tay, rửa mặt, rửa miệng để đi ngủ. No, it's not tea time. We just wake up. Mèo, ok vậy mình vô trong chơi nha. Đi, con đi lại đây với mẹ. Rồi con lại con lấy đồ đi. Đem vô. Đi con lấy đi cầm. Mẹ cho mọi người, mẹ share cho mọi người biết là cái dây đó để mình chống mũi. Mẹ quên sức nè. Mẹ bị mũi chích quá trời nè. Đi lẹ lên nào. Mommy, con cầm chai đó cho mẹ. I know, but what's this small thing? Can you move it? No. Con lấy cái chai đó vô cho mẹ. Okay, let's go. Did you get this already? Mẹ chưa có sụp cho nên mẹ bị mũi chích quá trời nè. Oh. Mẹ cầm, mẹ nói chuyện, mẹ share cho mọi người mà mẹ quên sụp cho mẹ rồi bây giờ mình bị mũi chích quá trời. Okay, bye mọi người. Bye mọi người.